Hello mấy bà Gorlayer nhé. Ở tập thứ 73 của series Death by Daylight Adventure thì chúng ta sẽ cùng chơi đối kháng với Killer mới nhất. Tính hết tới thời điểm hiện tại đó là Killer The Dredge, chúa tể những chiếc tủ. Thì hiện tại The Dredge vẫn còn trên server test nha anh em. Nghe đâu là hình như khoảng tháng 6 ấy mới lên server chính thức và phát hành DLC mới. Thì về bộ build, vì chúng ta test Killer nên chúng ta sẽ không quan trọng bộ build, nên tôi sẽ build tự do. Nhưng mà có một cái perk nhất quyết là phải đem, đó là Window Shop Opportunity, để chúng ta thấy dáng á. Tại đợt này sẽ có một cái map mới nữa, nên chúng ta rất cần thiết phải mang cái perk này. Còn ba perk còn lại thì như mỗi khi thôi, Death Horn, Decisive Strike và Iron Will. Ok chưa? Hiện tại thì tôi đã về server thật rồi anh em ạ, để tôi làm những video khác. Cái trận mà tôi chơi với The Stress là hồi thứ 7 lần. Ok, giờ thôi không dài dòng nữa, chúng ta sẽ vào nội dung chính của video hôm nay nha. Let's go. Chết cha, không ra map mới. Ôi, đây là cái trận đầu tiên của tôi ở cái server test luôn nè. Trời má, giờ tủ là có chốt hết ráo rồi. Không, giờ con nào không sửa máy mà lo nấp tủ ha. Chốt cửa là nhốt thấy bà nội tụi bay lo. Anh ấy kia rồi. Hình như nó tìm thấy đứa nào trước. Ok. Chắc giờ đi sửa máy cái đã. Trời má, tôi biết là gặp con này nó nát, nhưng mà cũng cần phải nát vậy không trời. Nó chưa kịp đụng cái máy luôn á. Chết cha, nó về à. Mà không khéo tôi tiễn dòng con da đen này luôn á. Con này thấy chạy cũng ngáo. Oh my god. Một cái nhan sắc nó thiệt là lộng lẫy. Nó tạo hình killer quá giật như vậy còn chê gì nữa anh em. Quá là xuất sắc luôn ấy. Trời má. Ủa tôi mới thấy nó đang đi lơm dởm trong cái tầng. Nó tán con da đen phát nhỏ như trên trời đó. À vậy là thằng này nó biết xài cái trick tay la bọt của con Killer mới nè. Quá còn miếng chút ác vậy mà cũng dính lả xeo. Chết bé rồi, mới trận đầu trên server test mà gặp đứa chơi ghê quá vậy. Trời mà nó tay là bọt tủ luôn. Trời má, pin 49 vậy mà sao tôi phóng cửa sổ không được. À, tôi nhấn sao bay kịch đẹp luôn mà sao không phóng. Trời má, ghê chưa. Nightfall anh tới rồi nè anh em. Màn đêm buông xuống. Lúc này cái con Killer nó sẽ không phát ra nhịp tim, nhưng mà bù lại nó sẽ sáng bạc như vậy đó. Mình có thể thấy nó rất là rõ từ xa luôn. Không, con da đen bay màu rồi đó. Nhỏ trời, yếu quá, sức yếu. Trời mà cái tiếng gì ghê dữ vậy. Wow, đừng hù bậy, tôi đi thay quần à. Chính xác. Rồi hết rồi. Trời mà bọn nhà phát triển lần này làm hơi lố rồi đó. Rồi nó tới nữa. Trời má ơi, phát mê. Cái gì nó đi đường chính không đi, tự nhiên nó chọt trong hẻm, nó chọt ra. Ai mà lần được. Ui. Hoài mà thằng này biết chơi nè anh em ơi. Nó để cái xác ở đó, xong nó dụ tôi chạy lại cái xác. Xong cái nó tẹt. Ủa gì vậy? Ủa sao bị sợ tôi nhỉ? Giống gì mới diễn ra vậy? À ha, bọc ngược lại. Nó có để cái xác ở đó không vậy? Ôi, lúc mà nó để cái xác lại phía sau đó anh em, là ở góc nhìn sao phải vào giờ không biết luôn. Không có dấu hiệu gì nhận biết luôn á. Nơi nãy tôi đâu có biết nó để cái xác đâu. Nó tự nhiên chạy rồi nó biến hình tán một phát vú hán dính chùm thấy không?
À, con kim lơn này ở mấy cái vòng lúp ngắn ngắn vậy là khó với nó đó, không dễ ăn đâu. Con này cũng được phết đấy, tôi nghĩ con này ngon hơn con Sadako. Oh my god, đó thấy chỗ à, nãy tôi nói anh em, nó để cái xác ở đó xong nó dụ mình chạy lại cái xác, nếu mà mình chạy lại cái xác nó sẽ teleport về cái xác nó chém, còn nếu không không chạy lại cái xác thì nó không teleport về, nó chém bình thường thôi. Ở mấy cái vòng lúp đó nó thấy đường nào cũng chết nhờ, là chắc có chạy luôn thôi mà chạy luôn nhiều lúc cũng không đảm bảo. Tôi không được rồi, nó về nữa. Thằng này sao lần nào tôi cứu người nó cũng về là sao? Hay lên server test cũng Tunneling nữa ba. Làm gì giang hồ coi mà ra ký lô nào. Không, không, không được rồi. Đà này phải theo đỡ đòn giùm con đó. Để lại cái xác này, chạy vô phá cái xác nó luôn. Nó để cái xác mình có thể chạy vô phá cái xác là nó khỏi teleport gì anh. Để cái xác tiếp nè. Ủa? Ôi biến qua xa đét rồi. Ủa nó đâu rồi? À nỉ. Quậy nó mới biến vô cái tủ ở phía sau ông nội. Đúng rồi với em nè anh ơi. Hứa không ngay luôn. Thề. Phóng qua cái cửa sổ này được nè. Còn cái dáng sơ cua ngoài đây nữa, anh em thấy cái perk mà thấy dáng ấy, lợi ghê chưa? Ai? Lúc Nightfall con kêu lên này nó không phát ra nhịp tim, nhưng mà nó quá là trắng luôn. Nó trắng hơn Ngọc Trinh nữa ông nào ấy. Nên nãy tôi dòm thấy nó qua cái khe hở. Double back tí học ngàn. Nó để cái xác ở đó hay gì? Cái gì tôi ngu gì tôi ở? Nó chạy. Chết mẹ, nó biết tôi chạy. Trời ơi. Bị chiến thuật chạy luôn nhiều lúc cũng đâu có ngon lắm đâu. Đó nó mà biết mình chạy là thấy bà cô nội. Con mất dấu à nhờ? Hay là thấy đứa nào đang sửa máy? À, nỉ. Như lúc nó chém tôi quay quay vài vòng cái nó mất dấu hay sao ấy không biết nữa. Oh shit, chết chết chết, té chết té, bé giỡn thôi. Trời đất ơi. Trời ơi chết rồi. Gì mà nó đi ra lẹ dữ vậy trời. Ông nội thằng khứa này chơi Tunneling thiệt chứ đéo đùa à. Tôi mới vừa bay ở móc xuống còn nghe nhịp tim nó nữa. Oh no. Đừng làm vậy. Don't do this. Don't do this. Nó tay lại bọt lại cái tủ thôi. Trời ơi. Muốn quăng chuột luôn đéo đùa. Sao bé còn đâm chết chết chào, tôi tưởng nó tay là bọt lại tủ lần hai. Không sao, ngoài đây còn cái dáng nè, nhưng mà cái dáng này dám trị không nổi thằng đó. Quá này phone tới. Ủa sao nó lại bỏ nhờ, tôi không nghĩ là nó sẽ mất dấu chỗ đó đâu. Có thể nó tay là bọt lại cửa ai đấng nữa không. Đỡ đòn cho nó, đỡ đòn. Hai. Nhân mẹ. Trời ơi, định đỡ đòn cho nó, ai ngờ cái body block nó luôn. Nó lỡ tay bóp nó. Thôi, tao chuồn lẹ. Tha thế nào tôi cũng bị nó chửi. Ghi ghi á. Ê, như nó còn unbreakable. Good, good. You can do this.
Cầm nó. Thôi dẹp mẹ. Rồi map mới đây rồi. Để nó ra được cái map này là tôi phải sử dụng offering đó anh em. Lần mới vô luôn á. Cái map này có cái cửa sổ rất là ngon đây nè. Mà người ta gọi là cái cửa sổ thần nghe. Hai cái cửa sổ thần trong cái nhà chính luôn. Ủa đâu rồi? Chết mẹ, cửa sổ thần gì xa vậy? Cái cửa sổ thần còn lại đâu? Đây. Chết mẹ, tôi tưởng là đi ngược vô trong. Trời chết trời. Mà lần đầu nhây cái nhà chính này là nó không biết đường chạy luôn ông nội ơi. Kè kè lỗi quá. Thì từ từ em sẽ nghiên cứu cái nhà chính này lại sao quý vị. Nãy nói tới đâu à? Cái map này muốn nó hiện ra tôi phải dùng offering đốt map đó anh em. Hơi lạ, tại bình thường là mỗi lần lên server test á, nếu có map mới mà anh em không đốt map thì nó sẽ tự ra cái map mới luôn. Trong khi lần này phải đốt map á, nó mới ra cái map mới cho mình. Nhỏ này cứu không có bò tham mà cứu đúng rồi. Chạy lẹ baby ơi. Ok ok được. Vô lơ này nó không có cam. Trời. Mở cái cửa tủ cũng nhẹ nhàng chứ làm những cái ầm hết hồn chi mén vậy. Nó xức cái cửa tủ đó mày đền được không? Mày để cái xác. Mày chạy vô luôn cái xác rồi. Ôi. Ủa rồi đâu rồi? Ủa gì vậy? Ủa tôi mới chạy vô cái xác xong cái thằng kêu đi về nơi xa luôn. Chắc cái này là bấm lộn nước tay le bọt nè. Mà tôi thấy người ta chơi killer này anh em. Mỗi lần gì à? Mỗi lần mà nó để cái xác gì đó là dễ bấm lộn sang cái nút tay le bọt luôn. Cái nút tay le bọt tú ra Cà Mau vậy á. Bay về muốn sủi giò luôn. Chết nè. Ui, nó còn dướng nữa là sao? Không chạy chỗ khác đi. Nó để cái xác như vậy chưa ghê vãi nồi. Lại trời, nó chịu đập cái dáng đó. Nếu mà muốn nhai chị dáng đó là tôi chết á. Hai. Nó bằng một cái cách vi diệu rồi đó, tôi có thể đập sờ tôi nó ở cái khoảng cách đó. Úi, tôi chết chứ. Lỡ dẫn killer quá rồi. Rồi xong luôn, nó qua con đó. Báo. Oh yes, ủa lộn, oh no. Trời ơi, cái này là cái khu gì đây? Cái này giống cái nhà nhỏ thứ hai mà không có dáng ông nội. Không, tôi biết thế nào để cái xác ngoài. Trời má, cái khu này hơi bị ngon quá. Cái nhà chính đã hai cái cửa sổ thần mà ra ngoài đây vẫn có cửa sổ ngon tiếp. Ồ, ba. Chém luôn cho rồi mà tôi mệt. Phóng dáng riết rắc quần luôn thấy không? À, tôi rất là nghi ngờ một số cái cửa sổ cái map này sẽ bị bạch lại khi mà lên server chính thức. Trời má, nè nè, cái gì phóng, trời tôi phóng bài ra tuốt luốt mà đây luôn mà giận kem dính là sao? Tay mà dài dữ vậy, tay khỉ hả? Xong máy rồi mà giờ cái cửa chạy lanh quanh hoài không có thấy. Ồ. Chết chè cái cửa bển. Ê chết không được. Ủa
Trời. Giờ tía, tôi tính ra đỡ cho con đó. Mà cái dòm lại chết mày lần tôi treo lần này là bay mà. Thắng lợi không kẹt. No, please. Thả mày. Bay đâu nữa? What the fuck? Ủa hình như vô đây teleport xong nó ngáo vậy. Nãy hình như tôi thấy có tiếng mở tủ ở cái cửa bên kia. Why? Mày vãi nào vậy? Thôi đóng cái tủ lại đi. Nó dòm ghê quá. Oh. Ok. Ghi ghi nhá. Cho anh kêu lời cái medkit. Gật đầu. Ghê á. Trời má, con đó nó lấy cái medkit của tôi. Lên server test nó cũng tham nữa. Mày nặng nghiệp quá đi. Ok, và giờ đó anh em đã xem xong tập thứ 73 của series Dead by Daylight Adventure. Chúng ta chơi đối kháng với The Dress, chúa tể những chiếc tủ. Tập 73 sẽ kết thúc tại đây. Rất cảm ơn anh em vì đã dành thời gian theo dõi. Bye bye tất cả anh em và hẹn gặp lại anh em ở những video kế nha. Bye.